Có ai đó đã từng nói rằng cuộc đời của con người là những cuộc hành trình. Có những người sẽ muốn đi đến những nơi thật xa để tìm kiếm và khám phá những vùng đất mới. Có những người lại muốn đi thật sâu, đó là cuộc hành trình đối diện với chính bản ngã của mình và tìm kiếm xem mình thực sự là ai, mình phù hợp với điều gì và đâu là nơi mà mình thực sự thuộc về. Cuộc hành trình tôi đi tìm tôi có lẽ là cuộc hành trình bền bỉ, dài lâu và có ý nghĩa nhất đối với mỗi người. Không ngạc nhiên khi điều đó đã trở thành đề tài cho rất nhiều những tác phẩm để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc. Trong đó có câu chuyện về một người phụ nữ 60 tuổi đã đánh mất đi mọi thứ và hoàn toàn tay trắng, buộc phải bắt đầu một chuyến hành trình để tìm kiếm lại ý nghĩa tồn tại của chính bản thân mình. Và mình đang nhắc tới Nomadland, tác phẩm mới nhất của nữ đạo diễn Chloe Zhao. Tác phẩm này đã được Viện Hàn Lâm đánh giá là bộ phim xuất sắc nhất năm 2020. Vì sao bộ phim này lại được tôn vinh đến như vậy? Và vì sao cuộc hành trình này lại có ý nghĩa đến như thế? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phép Phim và mình là Sương Mai. Như các tác phẩm trước của Chloe Zhao, Nomadland cũng mang dáng dấp một thước phim tài liệu hòa quyện giữa diễn viên chuyên nghiệp và người không chuyên để kể về những khoảnh khắc nhỏ nhặt của đời sống. Nhiều nhà làm phim gọi đây là phong cách cực thực với những câu chuyện nửa hư cấu, nửa tài liệu. Điều đó giúp bộ phim của nữ đạo diễn vừa mang tính lãng mạn siêu thực vừa như một thước phim tài liệu về những người bị nền kinh tế Mỹ bỏ lại đằng sau. Bởi lẽ, tác phẩm lấy bối cảnh vào năm 2011, sau khủng hoảng kinh tế năm 2008 3 năm. Phim cũng mở đầu bằng một đoạn tách ngắn, gợi nhắc khán giả về sự vô tâm của chủ nghĩa tư bản. Vào năm 2017, ngay sau khi thưởng thức tác phẩm The Rider, Francis đã quyết định mời Zhao đạo diễn bộ phim mà bà vừa mua bản quyền chuyển thể, Nomadland. Có lẽ, bộ phim này cũng là ước mơ mà bà từng chia sẻ vào năm bà 45 tuổi. Bà nói, vào năm 65 tuổi, tôi muốn đổi tên thành Fern và hit the road in an RV. Và cuối cùng, nguyện vọng ấy có vẻ như đã hoàn thành vào lúc mà nữ diễn viên mới 63 tuổi. Nhưng nhiều tờ báo Mỹ ca ngợi thì sự kết hợp giữa hai người phụ nữ này là một điều kỳ diệu của điện ảnh. Hai người phụ nữ kiệt xuất của điện ảnh thế giới cùng ekip mini vỏn vẹn 25 người của họ đã rong ruổi khắp nơi, sống trong những chiếc RV suốt 5 tháng đi qua 7 tiểu bang của Mỹ. Họ đã cùng trải nghiệm cuộc sống du mục, tiếp xúc với những người theo đuổi lối sống này. Trừ Fern và Jeff, toàn bộ họ đều là những người du mục thực sự với lần đầu được diễn xuất trước ống kính. Họ thậm chí còn không hề biết rằng người bạn mới quen của mình là một ngôi sao Hollywood. Điều đó đã đem đến những thước phim quá đỗi chân thực, tự nhiên khiến các nhân vật diễn mà như không diễn. Kết hợp với những hình ảnh khoáng đạt của Joshua James Richards, người đồng thời là bạn trai của Zhao ngoài đời và đồng hành cùng cô trong tất cả các dự án. Joshua đã sử dụng toàn bộ ánh sáng tự nhiên, khiến nhiều cảnh trong phim đem lại cảm giác mơ hồ, không rõ ràng, một sự lựa chọn đầy mạo hiểm, nhưng có lẽ thực cần thiết cho một tác phẩm đề cao tính hiện thực. Được cộng hưởng với âm nhạc của nhà soạn nhạc người Ý Ludovico Einaudi, từng cảnh phim đều như rộng lớn hơn, trống trải và hoang vu đến bất tận. Ludovico chỉ sử dụng 6 bản nhạc nền với chất liệu chủ đạo là dương cầm và vĩ cầm, tạo sự lắng đọng da diết, rất phù hợp với một cuộc hành trình. Nhìn ngoài là đi vào bề rộng của không gian, nhưng nhìn sâu vào bên trong, đây lại chính là một chuyến đi vào bề sâu của tâm hồn con người. Có lẽ bởi đời chúng ta nằm trong vòng chữ tôi, mất bề rộng, ta đi tìm bề sâu, dù càng đi sâu, càng lạnh. Mỗi người có một cách riêng để tìm kiếm bề sâu của chính bản thân mình. Và với nhiều người, đó chính là những chuyến đi, là lối sống du mục gần như từ bỏ mọi điều trần tục trong xã hội xô bồ. Nomad là cụm từ chỉ những người sống miên man trên những dặm đường, lấy xe làm nhà, lấy đường dài làm cuộc sống, từ chối các khái niệm cốt lõi và cơ bản của sự sống như gia đình, tình yêu, sự nghiệp, nhà cửa hay tiền bạc. Họ gần như chống lại cách kinh tế xã hội vận hành, đi ngược lại cuộc sống ổn định mà con người luôn hướng tới bằng những chuyến phiêu lưu vô định. Họ sống tối giản và gần như không dùng thước đo vật chất để định hình chất lượng cuộc sống. Với họ, giá trị tinh thần có được từ trải nghiệm mới là điều đáng quý. Cuốn sách mà bộ phim lấy cảm hứng, tạm dịch, Dân du mục, sinh tồn tại Mỹ trong thế kỷ 21 của Jessica Brudo có đoạn: nếu ở Mỹ mà bạn không có một căn nhà, bạn không phải là người. Câu nói này gần như ngầm khẳng định rằng họ thực sự lập dị khi đứng ngoài lề xã hội, thậm chí là những người vị kỷ khi sẵn sàng bỏ lại sau lưng người thân, bạn bè để bắt đầu một cuộc sống mới. Thế nhưng, có khi nào chính sự dũng cảm ấy lại biến những người du mục thành những người bản lĩnh, những nguồn cảm hứng dồi dào cho hành trình khám phá nhân sinh, tượng trưng cho những trái tim nhiệt huyết, bay bổng và lãng mạn. Fern, người phụ nữ 60 tuổi vừa mất mọi thứ, đại diện cho tinh thần Mỹ kiểu cũ trong phim, những kẻ du mục đến miền viễn Tây hoang hóa để theo đuổi một giấc mơ mà chính bản thân cô cũng chưa thể định hình.
Trong mắt nhiều người, họ thậm chí còn bị xem như những kẻ vô gia cư lang thang nay đây mai đó. No, I'm not homeless. I'm just houseless. Bản thân tác giả Jessica Brudel cũng đã từng sống rong ruổi trong những chiếc xe van để có thể viết nên tác phẩm về lối sống du mục tại Mỹ. Bà khẳng định rằng nỗi sợ khi theo đuổi cuộc sống này là có thật và ta không thể phủ nhận nó hay lảng tránh nó bằng cách cường điệu hóa hay lãng mạn hóa sự lựa chọn này. Những giấc ngủ nơm nớp ở giữa cánh đồng không bông quạnh hay trên những con phố, nỗi lo lắng vì có thể bị cảnh sát gõ cửa xe bất cứ lúc nào, cả nỗi cô độc khi những khoảnh khắc bạn không thể tìm thấy một nơi nào đó mà mình thực sự thuộc về. Jessica cũng cho rằng, đặt trong bối cảnh đại dịch Covid, câu chuyện ấy lại càng trở nên day dứt hơn bao giờ hết. Đại dịch đã thúc đẩy chúng ta nói nhiều hơn về sự kết nối và đồng cảm giữa người với người, những thứ mà có lẽ ta đã từng mắc nợ nhau khi cuộc sống hiện đại khiến nhiều người ngày càng trở nên rừng rưng, vô cảm với chính đồng loại. Và Nomadland sẽ nhắc nhở ta về sự thông cảm, tôn trọng với những người đang sống trong những căn nhà di động ấy, để họ không phải sống trong nỗi sợ hãi của những tiếng gõ cửa có thể bất chợt nổi lên bất cứ lúc nào. Một thanh âm quá đơn giản, nhưng với dân du mục lại là nỗi ám ảnh. Chính Swanky, nhân vật đã xuất hiện trong tác phẩm, đồng thời là một người du mục ngoài đời, đã chia sẻ rằng bạn bị ám ảnh đến mức đã có những cơn ác mộng về những tiếng gõ cửa giữa đêm khuya. Hay Bob Wells, người đàn ông giống ông già Noel mà các bạn gặp trong phim ấy, cũng có một video rất nổi tiếng về vấn đề này. Có lẽ đó là lý do mà bạn sẽ thấy những tiếng gõ cửa nhắc nhở xuất hiện trên một lần trong Nomadland. Những cảnh phim thậm chí đã khiến nữ nhà văn Jessica Brudel đau lòng, bởi lẽ nó phần nào phản ánh cách con người vô tình với nhau trong thực tế. Không thể phủ nhận, ta sẽ có một cuộc sống tự do, thanh thản, không ràng buộc, không gánh nặng, không áp lực cuộc sống. Ta hoàn toàn có thể được làm mình mà không cần quan tâm tới những định kiến hay khuôn mẫu của xã hội. Tuy nhiên, để đưa ra được sự lựa chọn ấy, ta cũng cần nhìn nhận sự thật chân trụi mà nó đem tới. Đặc biệt với những người đã ở bên kia sườn dốc cuộc đời như Fern, ở một thời điểm mà người ta chỉ mong được quây quần bên con cháu trong tổ ấm của mình, thì những chuyến xe này lại khiến ta liên tưởng tới những cuộc hành trình cuối cùng của người già trước khi họ từ biệt cuộc sống. Trong những người mà Fern gặp gỡ, mỗi người có một hoàn cảnh sống riêng và một lý do dẫn đến đời du mục. Có người chủ động lựa chọn điều đó vì bản thân họ tìm thấy ý nghĩa của cách sống này. Nhưng cũng có người vì muốn chạy trốn nỗi đau, chạy trốn cảm giác bị kìm kẹp trong cuộc sống gia đình ngột ngạt, muốn tự do khám phá thiên nhiên hoang dã vào những ngày cuối đời, hoặc không chấp nhận giam giữ mình trong những công việc nặng nhọc và bị vắt kiệt sức cho đến chết. Ta chợt nhớ tới tác phẩm từng gây được tiếng vang năm 2007, Into the Wild. Chuyện phim dựa trên nhân vật có thật, đó là Christopher Johnson, một người coi khinh chủ nghĩa vật chất trống rỗng, tâm thương của Mỹ và dự tính cách ly khỏi xã hội có tổ chức trong một giai đoạn để trầm tư về sự cô độc, mơ về một cuộc sống tránh xa khỏi nền văn minh thời cuộc và nâng cao đời sống tinh thần. Anh được nhiều người tôn vinh là kẻ lãng du yêu cái đẹp. Anh đã mất trên hành trình 4 tháng đi bộ tới vùng Alaska hoang dã vào năm 1992 khi anh mới 24 tuổi và nguyên nhân được cho là vì không có đủ lương thực. Tuy nhiên, Christopher vẫn để lại di nguyện rằng anh đã sống một cuộc đời hạnh phúc. Vậy mới thấy, hạnh phúc của mỗi người thực sự rất khác biệt. Ta không thể đánh đồng suy nghĩ của mình với sự lựa chọn của người khác. Đó cũng là lý do mà Nomadland không ca ngợi, tô hồng hay khuyến khích ta nên sống đời du mục, mà chỉ đơn thuần nhấn mạnh rằng đó là một sự lựa chọn mà thôi. Khác với Christopher, nhân vật Fern không chủ động từ bỏ mọi thứ để chuyển sang sống đời du mục. Cô là một phụ nữ 60 tuổi quá chồng, mất việc làm, thậm chí mất toàn bộ môi trường sống quen thuộc vì cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Cô đi khắp bờ Tây nước Mỹ trên chiếc xe van được thiết kế theo kiểu nhà di động và nhận làm thời vụ trên dọc đường để duy trì sự sống. Có lẽ lúc đầu, cô không hề nghĩ rằng mình đang chữa lành trái tim hay tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh của cuộc sống. Cô lựa chọn chuyến đi như một phương án cuối cùng khi bị cuộc đời đẩy vào bế tắc. Cuộc đại suy thoái đã đẩy nhiều người lên chiếc xe thất nghiệp, khiến họ lăn bánh chạy vào một hành trình vô định, dù chẳng biết họ có thực sự muốn hay không. Thế nhưng, như câu nói nổi tiếng trong Fight Club, chỉ khi ta đã mất mọi thứ, ta mới đủ tự do và can đảm để làm bất cứ điều gì. Thế giới này rộng lớn hơn thứ chúng ta đang có, và cách mà người quá phụ lặng lẽ ấy lúc đầu cố gắng chạy trốn khỏi nỗi đau, mở ra biết bao chiêm nghiệm về ý nghĩa của cuộc đời. Trên những chặng đường bất tận đến với những điểm dừng chân hoang vắng và cằn cỗi, một hình dung thật khác về nước Mỹ hoa lệ và hiện đại mà ta thường thấy. Câu chuyện được phát triển men theo bánh xe và theo những diễn biến tâm lý của nhân vật chính, một người tử tế, tốt bụng, hiền hậu, nhưng ánh mắt luôn chất chứa nỗi buồn và sự day dứt về quá khứ không thể quay về.
Trong những mảnh sự kiện vụn vặt ấy, ta thấy Fern như một người quan sát và lắng nghe với những trải nghiệm nối dần theo từng chuyến xe. Chính sự tử tế, chân thành của những người du mục cùng thiên nhiên khoáng đạt đã đem lại những niềm hạnh phúc thật nhỏ bé, đánh thức những cảm nhận mới về cuộc đời trong trái tim cô. Bên cạnh lời thoại và những cảnh phim lẻ loi đến man mác, tác giả đã khắc họa nỗi lòng của Fern bằng cách sắp đặt cảnh quay đầy tinh tế. Bạn còn nhớ đoạn mà Fern gặp một chú chó đi lạc ở bên đường chứ? Hẳn ta sẽ đoán nhân vật có thể nuôi chú chó nhỏ, hoặc chí ít nuôi chú đến khi chú được nhận nuôi. Nhưng không, dù rất muốn chăm sóc cho chú, nhưng Fern không đủ can đảm để có sự ràng buộc và trách nhiệm với bất cứ điều gì ở thời điểm ấy. Cuộc gặp gỡ của Fern với chú chó tình cờ nằm sau đoạn mà cô nghe Linda May kể về chuyện định tự tử bằng khí gas, nhưng rồi lại thôi vì thương hai chú chó nhỏ. Chắc hẳn bạn cũng nhận ra trong đoạn Fern và chú chó, hình ảnh bình khí cũng xuất hiện như một lo lắng của người kể rằng nhân vật khi không còn chút ràng buộc dẫu nhỏ nhất với thế giới sẽ tìm đến cái chết để kết liễu tất cả. Sự bế tắc và đau đớn trong mất mát của Fern cũng được khắc họa rõ hơn trong đoạn cô trò chuyện với một người lạ về tình yêu và về chiếc nhẫn. Tình yêu ấy sẽ không bao giờ kết thúc, một câu nói thật lãng mạn. Nhưng trong trường hợp này, nó lại khắc họa một hiện thực đầy khắc khoải, đó là nỗi đau đớn trong Fern sẽ chẳng bao giờ được xoa dịu. Phải đến cuộc trò chuyện với Bob ở gần cuối cuộc hành trình, ta mới thấy Fern dần buông bỏ được nỗi đau và tìm thấy sự thanh thản. Câu nói "See you down the road" mà Bob sử dụng vốn là một câu chào khá quen thuộc của những gánh xiếc, bởi họ cũng là những người liên tục di chuyển và chẳng ở yên một chỗ. Với quan niệm, lời tạm biệt như thể một lời chào chẳng bao giờ gặp lại. Vậy nên, thay vì goodbye, họ sẽ hẹn gặp lại nhau trên hành trình dài và rộng của cuộc đời với một niềm tin rằng mỗi người đều đang có một chuyến phiêu lưu của riêng mình. Ta có thể xem Nomadland là một câu chuyện nhỏ nhưng sức tác động lớn lao. Nếu bạn chờ đợi điều gì kịch tính, gay cấn hay những cú twist khiến trái tim thắt lại vì sửng sốt, mọi thứ đều không có. Cả câu chuyện tình cảm giữa Fern và David cũng không thành, bởi một người vẫn còn mê mải về những chuyến đi và đã thực sự tìm thấy cuộc đời mình muốn thuộc về, còn người kia như đã tìm thấy bến đỗ cuối. Bạn có thể thấy Fern gàn dở, bạn có thể cho rằng cô thật ngốc nghếch khi lựa chọn sống một mình trong chiếc xe chật hẹp. Thậm chí, bạn có thể cảm thấy vô lý khi nhân vật khước từ tình yêu tuổi xế chiều đáng quý ấy chỉ để tiếp tục ra đi. Nhưng, như đã nói, mọi thứ đều là sự lựa chọn. Nếu với bạn, tìm kiếm một bờ vai để dựa vào là cách để ta chữa lành những vết thương, thì với Fern, tự mình đối diện với những niềm xót xa ấy, tự mình làm điểm tựa của chính mình mới là cách tốt nhất để ta vượt qua mọi điều. Tĩnh lặng, chậm rãi, thậm chí câu chuyện chẳng đi tới đâu ấy có thể khiến khán giả hụt hẫng nếu chưa thực sự đặt mình vào trong vị thế của nhân vật hoặc quên mất rằng cuộc đời này thực ra vô cùng đơn giản, chỉ có ta tự làm mọi thứ phức tạp hơn mà thôi. Ở phân cảnh năm mới đầu tiên, Fern lặng lẽ trong chiếc xe của mình để tạm biệt năm cũ với một nỗi buồn không thể giấu giếm. Nhưng bước sang năm mới thứ hai, ta thấy Fern chủ động bước ra khỏi ngôi nhà của mình để chúc mừng những người hàng xóm. Một sự thay đổi rất nhỏ nhưng là minh chứng cho việc cô đã thực sự quen với sự cô độc của bản thân và thực sự thuộc về cuộc sống này. Điều mà bản thân mình ngẫm ra được từ Fern đó là đôi khi ta không thể vượt qua và chế ngự nỗi cô đơn bằng cách tiêu diệt nó, bài trừ nó, phủ nhận nó. Nỗi cô đơn ấy là một phần trong tâm hồn yếu đuối và khao khát sự kết nối của con người. Ta chỉ có thể mỉm cười với nó khi ta tập cách làm quen và chấp nhận sự tồn tại của nó trong tâm hồn. Đó là cách chữa lành nỗi đau thực sự, không phải là lãng quên, mà là chấp nhận sống cùng với nó. Thông qua câu chuyện của Fern và cộng đồng những người sống trên xe van, các nhà làm phim gửi gắm thông điệp về cách vượt qua mất mát và sống thanh thản hơn, nhất là ở giai đoạn cuối của cuộc đời. Nhưng điều đặc biệt là bộ phim không chỉ dành cho những người già hay những người đã từng trải. Kể cả đối với người trẻ, tác phẩm vẫn sẽ là một sự thức tỉnh đầy sâu sắc và kịp thời để ta học cách trân quý những điều nhỏ nhất và chiêm nghiệm về giá trị tồn tại của chính bản thân mình. Tác phẩm Nomadland đến vào thời điểm này lại càng thêm ý nghĩa khi mà đại dịch Covid đang diễn biến khá là phức tạp và gây nên thảm họa đến với nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Tác phẩm như là một liều thuốc du vũ ngọt ngào, nhưng điều quan trọng là nó không hề huyễn hoặc, để chúng ta vẫn tin vào những vẻ đẹp chân phương của cuộc đời và để ta có thể vững lòng vượt qua mọi khó khăn, mọi thử thách và mọi biến cố mà ta có thể gặp phải trên đường đời. Hãy vững tin với cuộc hành trình mà bạn đã lựa chọn và hãy tôn trọng cuộc hành trình của cả những người xung quanh nữa. Và cũng hãy giữ một niềm tin rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau đâu đó ở trên đường đời. Vì thế video này mình sẽ không nói tạm biệt mà mình sẽ nói là see you down the road. Mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Xin chào và hẹn sớm gặp lại các bạn trên Phê Phim. Bye bye. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.